Trận đấu đầu tiên ra mắt màu áo Mytonic FC của mình diễn ra như thế nào? Anh em cùng theo chân mình nha. Xin chào anh em, hôm nay thì mình có một trận đấu sân 7 tại sân Gia Định. Sân vận động diễn ra rất nhiều giải đấu lớn. Đây là lúc mình đang giao giày cho em Khang, một người em của mình ở trên Facebook. Nhà em thì ở Bình Thạnh. Hôm nay em biết mình có trận banh ở đây nên là em nhắn tin nhờ mình ship cho em đó một đôi Phantom GT Pro và tiện thể hai anh em chụp hình giao lưu luôn. Giao giày xong là vừa đúng lúc hai người anh lớn của mình trong đội Mytonic đến sân. Đó chính là anh Ngô Chí Lan và anh Tú Dưa. Anh Tú thì vừa đổi nghệ danh là anh Mark và thành lập công ty Mytonic. Và đội bóng mình tham gia ngày hôm nay cũng chính là đội bóng của công ty anh ấy. Anh Tú và mình biết nhau khi hai anh em cùng chơi vào đội bóng của anh Lê Hoàng. Anh thấy mình đá bóng cũng được và tính tình cũng dễ thương, nên khi thành lập đội bóng để sinh hoạt thường xuyên hơn hàng tuần, anh đã mời mình về chơi. Mình cũng vừa được đối tác gửi nhờ test một quả bóng mới. Hôm nay mình cũng mang lên để cho anh em thử luôn. Quả bóng này có nhãn hiệu là Joker, bóng khá là đầm và độ này ổn định, giá cả thì hợp lý. Chắc sắp tới mình sẽ về và phục vụ cho anh em. Hôm nay thì mình cũng sẽ có dịp test kỹ hơn cái đôi giày hôm trước quay với anh Luân sư phụ, phiên bản Puma Future Ultimate. Hôm nay thì truyền thông của bên công ty anh Tú cũng có lên để làm video. Đây là lúc anh em cùng quay và thực hiện một vài thử thách. Anh Tú sáng tác nhạc và hát thì cứ phải gọi là đỉnh. Những bài hit của anh ấy, anh em chỉ cần lên mạng gõ nhạc sĩ Tú Dưa là ra ngay thôi. Còn ở trên sân, anh Tú đá cũng rất là khéo nhé. Đây là lúc anh em cùng chơi thử thách đá lon háng. Pha đầu tiên thì xem như trúng cục dọc, còn sang pha thứ hai thì anh đã đá thành công qua háng của mình. Anh em giao lưu vui nhưng cũng có phần thưởng. Mình gửi tặng anh một cái túi có in tên của anh. Và quả banh anh em vừa test xong, mình cũng sẽ gửi tặng lại cho đội. Và mình cũng gửi tặng một cái túi có tên của anh Ngô Chí Lan nữa. Thông qua clip này, em cảm ơn hai anh đã tạo điều kiện cho em tham gia đội. Còn về diễn biến của trận đấu ra mắt thì đối thủ của đội mình hôm nay tuy là không hay nhưng họ rất trẻ. Ban đầu thì đội mình có vẻ hơi vội và hơi hốc do thời tiết khá là nắng nóng. Pha bóng này đội bóng của mình tấn công không thành công, thế là sau đó đội bạn tổ chức phản công và bên mình nhận ngay một bàn thua. Một pha sửa lòng hết sức là gọn gàng. Mãi lúc sau khi bắt nhịp được thì đội mình mới vùng lên. Đây là pha bóng mình đi bóng sau đó kiến tạo và anh Tú Dưa đã không bỏ lỡ cơ hội. Một pha đối diện thủ môn và sửa lòng hết sức mẫu mực. Sau bàn thắng này thì đội bóng của mình chơi tự tin và gắn kết hơn. Và đây là pha bóng mình nâng tỷ số lên 2-1. Không biết do quả bóng hay là do cách sút của mình làm quả bóng lắc lư, thủ môn bay sang một bên nhưng bóng lại ghim vào giữa. Em Trung thủ môn xem được clip này thì có gì tha lỗi cho anh nha. Còn đây là pha bóng đá phạt đền tỉnh táo của anh Ngô Chí Lan. Đá phạt đền mà nhấp chân kiểu này nhìn cứ như phong cách của Lewandowski. Sau đó thì đội bạn vỡ trận thật sự. Đây là pha bóng mình tăng tốc thoát xuống đối diện thủ môn và chuyền cục 2 cho anh Lan ghi bàn. Một trận ra mắt thành công cùng với anh em Mytonic FC. Hẹn anh em ở vlog tới, mình sẽ làm game cho anh em chơi tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.